Theo quan niệm truyền thống, rồng là con vật thần linh mạnh mẽ nhất trong số 12 con giáp, được con người ngưỡng mộ, yêu quý và tôn thờ. Chuyện con rồng cháu tiên gắn với huyền thoại Âu Cơ, Lạc Long Quân là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Rồng đã đi vào cuộc sống của con người trong hầu hết các hoạt động sản xuất, kiến trúc, lễ hội, mỹ thuật. Rồng đứng đầu trong 4 loài vật tượng trưng cho sự phong lưu, sức mạnh của con người, gọi là tứ linh, đó là Long Ly, Quy Phượng, hay còn gọi theo một cách khác, rồng lân, rùa phượng. Hy vọng năm mới Giáp Thìn 2024, những nông dân tuổi Thìn sẽ phát huy được sức mạnh, gặp nhiều may mắn và thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa phương Đông, rồng tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, phú quý và thịnh vượng, là biểu tượng của thần thánh linh thiêng. Vì vậy, những người tuổi Thìn luôn tràn đầy sức sống, tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp, luôn sống nhiệt tình, lạc quan, giúp đỡ người khác và có chí tiến thủ cao. Điều này thì rất phù hợp với tính cách của anh Nguyễn Đình Phương, sinh năm 1988, tại làng nghề mộc Thụy Lân, xã Thành Long, huyện Yên Mỹ. Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết, sinh ra và lớn lên ở làng nghề nổi tiếng mộc Thụy Lân, tuổi thơ của anh gắn liền với âm thanh rộn ràng giữa những tiếng đục đẽo xẻ cưa của những người thợ. Tình yêu với nghề cứ lớn dần theo năm tháng. Tuy nhiên, để có được cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ quy mô có tầm cỡ như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua hơn 10 năm vật lộn với thương trường để xây dựng và phát triển thương hiệu. Cái lý do để tôi đến với nghề mộc là gia đình nhà tôi, thứ nhất là thế hệ bố tôi là cũng đã làm mộc được rất nhiều năm, nhìn thấy những cái sản phẩm của gia đình làm ra đấy thì là tôi cảm thấy yêu mến nó, rất là nó rất chi là đẹp, nó có những cái nét mà mình cảm thấy như là nó ngấm vào máu mình rồi, thì cứ từ những cái đấy bắt đầu là mình cảm thấy yêu nó hơn. Bước ngoặt làm nên sự thay đổi trong cuộc đời làm nghề của anh đó là vào thời điểm năm 2013, anh đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp nhà xưởng, máy móc, thiết bị hiện đại. Điều mà ít người làm nghề trong làng có thể làm được tại thời điểm đó. Tôi cũng cảm thấy là như những cái máy móc cũ hiện tại ở cái làng nghề này thì nó chưa đủ để đạt được cái yêu cầu mà sản xuất ra những cái sản phẩm đẹp, và có nghĩa là rút ngắn được các cái giai đoạn thời gian chẳng hạn. Tôi đã đầu tư những cái máy CNC, máy đục vi tính, rồi là những cái form máy xẻ vi tính và một số các cái máy gia công trung tâm chẳng hạn, để nó hỗ trợ cho chúng tôi là sản xuất nó được nhanh hơn, nó được đẹp hơn. Ví thử như cái máy si của tôi chẳng hạn, máy đục vi tính chẳng hạn, nếu mà như bình thường ra một con máy đấy có thể bằng được 5 đến 7 người công nhân của bọn tôi làm, nếu mà làm thủ công bằng tay. Mà những cái dòng hàng phổ thông hay những dòng hàng cao cấp đi chăng nữa thì cái con máy này nó mang lại cái hiệu quả, nó ra cái sản phẩm rất đều và rất đẹp. Hàng nghìn sản phẩm nó trên một cái mẫu thì nó đều như nhau hết và nó rất đẹp. Những năm gần đây, anh Phương cũng như các hộ sản xuất kinh doanh tại làng nghề mộc Thụy Lân phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Giá gỗ tăng cao, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm. Nếu như trước đây, sản phẩm của cơ sở tiêu thụ thuận lợi, có nhiều đơn hàng giá trị hàng chục triệu đồng, thậm chí có sản phẩm lên tới 200 triệu đồng, thì trong năm 2023, doanh thu của cơ sở đã sụt giảm đáng kể. Lợi nhuận thu về chỉ bằng 50-60% của những năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với nghị lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ, anh Phương đã nhanh chóng tìm ra được những cơ hội mới và hoạch định lại phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng. Năm 2023 là một cái năm mà từ khi tôi làm nghề đến bây giờ tôi cảm thấy nó là một cái năm tương đối khó khăn. Trong những cái khó khăn đấy thì tôi cũng nhìn thấy những cái cơ hội, giả dụ như là có thể tìm kiếm sản xuất ở những cái sản phẩm nó khác biệt đi chẳng hạn. Đấy, để tạo cho mình có một cái thương hiệu riêng và cái dòng sản phẩm của mình nó không bị mức độ cạnh tranh cao nữa. Đấy, thì đấy là cái cơ hội mà tôi nhìn thấy ở trong cái năm khó khăn 2023. Năm 2024 tôi có thể sẽ đi sâu vào những cái sản phẩm, sau những cái sản phẩm cao cấp hiện tại đã làm bây giờ thì sẽ đi vào những cái sản phẩm tầm trung, tầm bình dân, để cho những người mà có thể là người ta ít tiền nhưng người ta cũng có thể sử dụng được những cái sản phẩm nó tương đối
như những cái sản phẩm cao cấp của chúng tôi, mà trong cái đấy cái giá thành thì nó lại giảm hơn. Ví dụ như những cái sản phẩm hàng giường chẳng hạn, nếu mà hàng cao cấp như chúng tôi sản xuất bìa ấy, nó có thể lên đến 10-20 triệu một sản phẩm. Nhưng nếu mà sản xuất ra những cái sản phẩm tầm trung, tầm bình dân chẳng hạn, thì có thể nó sẽ chỉ dao động khoảng tầm 5-7 triệu hoặc 8 triệu chẳng hạn, thì người dân cũng có thể sử dụng được những sản phẩm tương đồng như thế. Với những định hướng cụ thể theo phương châm sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, giá cả phù hợp, ổn định, với nguyên liệu chất lượng gồm các loại gỗ, hương đỏ, hương đá, dồi, gụ, lim, các sản phẩm giường, tủ, bàn, đồ mỹ nghệ do xưởng của anh sản xuất có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng, kể cả những khách hàng kỹ tính, khó tính, với giá cả hợp lý. Với cách làm trên, xưởng của anh từng bước tháo gỡ được những khó khăn, dần tìm lại được thị trường. Hàng loạt đơn hàng đã được ký kết. Bản thân tôi nhận định Phương là một người rất là năng động, chịu thương chịu khó, có những tư duy, có những thay đổi đặc biệt. Đến thời gian gần đây nhất là qua cái đại dịch Covid thì nền kinh tế cũng khá khó khăn, làng nghề chúng tôi phát triển cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Vì vậy Phương đã có những cái hướng đi đặc biệt khác, đó là thay đổi để đầu tư những cái dàn máy xẻ vi tính để có thể là tạo một định hướng riêng nữa, đặc biệt hơn, và có một hướng đi mới riêng cho bản thân Phương. Những cái người tuổi Thìn ấy thì cái tính cách đặc biệt của người ta, thứ nhất là rất chịu khó, ham học hỏi và luôn kiên định với những cái hướng đi của mình. Thì đối với Phương, nó là một người có tính cách như vậy. Năm 2024 thì chúng tôi cũng kỳ vọng rất nhiều là sang năm 2024 nó sẽ có những cái khởi sắc hơn, buôn bán nó được thuận lợi hơn. Đấy, để cho anh em chúng tôi có thể phát triển mạnh hơn ở cái làng nghề này. Thì cũng Tết đến xuân về thì tôi cũng gửi lời chúc đến toàn thể tất cả anh em hội viên ở trong làng nghề và những người lao động ở cái làng nghề sang năm mới có một sức khỏe mới tốt và buôn may bán đắt. Đặc tính của người tuổi Thìn thường thông minh, lanh lợi, thích kết giao bằng hữu và có khả năng lãnh đạo tốt. Khi gặp khó khăn, họ luôn cố gắng phấn đấu kiên trì, họ luôn coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Với những ưu điểm trên thì rất nhiều nông dân tuổi Thìn đã đạt được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu ở huyện Khoái Châu có nông dân Lê Đình Dinh, xã Tân Dân và nông dân Trần Văn Nghị, xã Bình Kiều. Sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn, anh Trần Văn Nghị tại xã Bình Kiều là người rất thành công từ mô hình sản xuất kinh doanh cây giống các loại. Với quy mô sản xuất rộng 4 mẫu, anh Nghị cung cấp cho thị trường đa dạng các loại cây ăn quả như nhãn, na, xoài, mít, các loại hoa cây cảnh. Gia đình chúng tôi thì lựa chọn cái mô hình làm cây giống là chính, bởi vì nếu mà làm nông nghiệp thì không có cái cây gì thu nhập nhanh như cây giống và có hiệu quả cao như cây giống. Kể cả lúc nào kém nhất thì cũng vẫn cứ được thu nhập được tầm độ khoảng 15-20 triệu trên một sào. Sản phẩm chủ lực của chúng tôi trước đây là cái mũi nhọn là cây nhãn, bởi chúng tôi làm giống đưa Tây Bắc rồi các tỉnh lân cận thì rất là nhiều trăm vạn. Cho nên đến bây giờ thì cây nhãn nó là bão hòa rồi. Cho nên là bây giờ chúng tôi chuyển đổi làm những cây khác, ví dụ như làm cây na hiện bây giờ là rất là hot. Bởi vì cái giá quả la thị trường bây giờ rất là cao, ví dụ như là na Thái, na Đài giống mới, rồi là na sầu riêng. Đấy, thì chất lượng giờ nhập ngoại về những cái chất lượng rất là ngon. Rồi bây giờ chúng tôi còn kèm thêm một những số những giống mà gọi là bán phụ trợ đấy. Có nghĩa là ví dụ như là cau, rồi mít, rồi là hồng xiêm, rồi là một số cây hoa như hoa mộc chẳng hạn. Mấy năm gần đây, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung của cả nước, anh Nghị cũng vấp phải hàng loạt những khó khăn. Cái năm 2023 thì nó là khó khăn chung, toàn ngành nông nghiệp nói chung và cái ngành cây giống thì nói riêng. Nhưng mà cái ngành cây giống thì hiện bây giờ cái giá quả là dân thì cứ trồng đi, đổ xô vào trồng theo cái một chiều. Thế là đâm ra nó gây đến là nó rớt giá quá. Thế là chúng tôi cũng phải chuyển đổi rất là nhiều những giống mới để khảo nghiệm rồi làm thêm để phát triển để bán cho bà con để cho nó phù hợp hơn. Để chủ động vượt qua những khó khăn thách thức, anh đã chủ động tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường, đưa thêm một số cây trồng mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp hơn với thị trường vào sản xuất kinh doanh.
Phương hướng kinh doanh của chúng tôi thì bây giờ những lúc mà thuận lợi thì chúng tôi làm theo cái kiểu mũi nhọn, làm mạnh về một thứ gì đó. Nhưng mà những khó khăn này thì chúng tôi làm đa dạng, nghĩa là chuyển đổi từ cây này sang cây khác, mỗi thứ một ít để bán cho nó đồng đều. Chứ đi sâu vào một hướng là nhiều khi nó bị thất thu. Cùng với chủ động sản xuất và kinh doanh làm giàu cho gia đình, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Nhãn Lồng huyện Khoái Châu, anh Nghị còn dành thời gian trao đổi, hỗ trợ hội viên về kinh nghiệm, kỹ thuật trong việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Năm 2004 là năm tuổi thìn của tôi, và cái năm tuổi của tôi thì tôi rất là thấy là phấn khởi, bởi vì cái đầu năm tôi cũng đã thấy có một cái chuyển hướng phát triển tôi rất là tốt. Cho nên là cũng có những định hướng là thay đổi thêm một số kinh doanh, thêm một số mảng khác. Ví dụ như là đẩy mạnh những cái sản phẩm quả bán hàng biếu của chúng tôi lên, rồi là cây giống thì mình sẽ hạn chế đi một chút. Bởi vì cái bà con nông dân bây giờ người ta cứ chạy theo một chiều, đâm ra người ta cũng sợ. Thế mà cái bán hàng bây giờ thì đa số người dân thì người ta lại mua hàng theo kiểu online, hoặc là mua hàng theo cái kiểu người ta ngồi ở nhà người ta mua. Cho nên là bây giờ nó rất là khó khăn ở cái chỗ là vừa chúng tôi làm thì rất là thật, nhưng mà chúng tôi đôi khi còn không bán được hàng. Cho nên là tôi kỳ vọng năm tới thì chúng tôi sẽ có những hướng phát triển nó phù hợp hơn. Trước đây, gia đình anh Lê Đình Dinh, sinh năm 1976, vốn là hộ khó khăn tại xã Tân Dân. Với đồng vốn ít ỏi, anh và gia đình loay hoay với bài toán khởi nghiệp để thoát nghèo. Sau nhiều lần đắn đo, cân nhắc, anh Dinh quyết định tìm hiểu, học hỏi mô hình nuôi gà thương phẩm. Thương hiệu của gà Đông Cảo từ trước nay là thực chất ra mà nói là đưa ra thị trường là nó được cái giá cả tốt, và người dân nuôi nó cũng được cân. Hai nữa là bán nó cũng so với các cái hàng khác là nó thu nhập nó sẽ cao hơn các cái gà bình thường. Qua nghiên cứu thị trường, anh nhận thấy người chăn nuôi mới chỉ quan tâm đến thị trường bình dân mà chưa quan tâm đến sản phẩm chất lượng cao. Anh và gia đình quyết định chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ, với mục tiêu tiếp cận với các doanh nghiệp thu mua, các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Việc đầu tiên anh quan tâm là nguồn thức ăn. Ngoài việc cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn và bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, anh Dinh ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc vi sinh, hữu cơ để kích thích sự tăng trưởng của gà Đông Tảo. Theo cái nhu cầu sức khỏe của toàn bộ cộng đồng, hiện tại là tôi đương làm cái cám tự mình làm lấy và dùng các cái phế phẩm, ví dụ như là bã đậu, ngô và cá rô phi, để mình nghiền ra, mình trộn men, mình ủ vi sinh để cho con gà nó ăn, để giữ cái một cái sản phẩm sạch, không dư lượng kháng sinh không có. Ưu điểm thì như tôi cho ăn cái cám này thì thực chất là nó rất là nhanh lớn và con gà rất khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Kể cả khi vào trong chuồng nó không có mùi hôi như cho ăn cám ăn thẳng kia, giảm được chi phí rất nhiều. So với cám ăn thẳng kia là giảm được mỗi một cân khoảng 4.000 đồng trên một cân cám. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết điểm nổi bật trong chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ giúp anh giảm được chi phí thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, thất thoát đầu con, giảm mùi hôi thối, gà sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, thịt gà chắc, thơm ngon hơn so với cách nuôi truyền thống. Do có chất lượng thịt thương phẩm thơm ngon, lại an toàn nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Giá thành thì từ 5 cân rưỡi đến 6 cân, đấy là gà loại 1. Còn gà loại 2 từ 4 cân rưỡi đến 4 cân 9 là gà loại 2 trong một con. Thì cái tỷ lệ đưa ra thị trường thì như gà to đưa ra là tầm 1,7 triệu, 1,5 triệu một con. Còn gà từ 4 cân đến 4 cân rưỡi đến 4 cân 9 là giá 1,3 triệu một con. Với tổng đàn 2.000 con, chỉ tính riêng phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024, trừ chi phí, gia đình anh cũng bỏ túi hơn 300 triệu đồng. Đối với hội nông dân xã Tân Dân thì anh cũng là một nông dân rất là tiêu biểu trong cái việc sản xuất kinh doanh giỏi của xã Tân Dân những năm gần đây. Và đặc biệt là trong cái vấn đề chăn nuôi, là anh là những người xuất phát từ cái người nông dân rất là cần cù, chịu khó của cái tuổi thìn, là
nói chung cũng như là anh Dinh là nói riêng. 2024 là cái năm tuổi của tôi. Tôi thì mong muốn là mở rộng tất cả các thị trường, các kênh bán hàng trên online và TikTok. Từ cái sản phẩm của tôi đưa ra thị trường sẽ là một sản phẩm sạch và được nhiều người biết đến. Thưa quý vị và các bạn, người tuổi Thìn thường trung thực và lương thiện, không sợ khó khăn vất vả và luôn mong muốn sự hoàn hảo. Xuân mới mang những niềm vui mới và mở ra những cơ hội mới. Xin chúc cho tất cả những dự định, kế hoạch không chỉ của những nông dân tuổi Thìn mà cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin chúc quý vị một năm mới sức khỏe, bình an và vạn sự như ý.